Chính thức mấy chị, và mấy chị thấy đó là cái thông điệp của một trong những người founder đó là ông Steve Lin. Hôm nay cái số lượng người ở đây nó khủng khiếp, mấy chị, có thể lên tới 3-4 ngàn người đó. Cái điều đó nó nói lên cái sự khao khát của người Việt với cái cơ hội mà có thể qua đó thay đổi cuộc đời. Chúng tôi cũng xin giới thiệu cái cơ hội này cùng tất cả các cộng đồng Việt Nam ở khắp mọi nơi. Chào
gửi lời chào đến các anh chị và chào đón các anh chị đến với thị trường Việt Nam. Yes, and I, on behalf of Blue Skin Vietnam, I and my team will be here to support you and we will do everything to make you success in Blue Skin Vietnam. This is my promise here. Đại diện Blue Skin Việt Nam, tôi và các nhóm của tôi cam kết các bạn rằng chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn một cách tối đa để các bạn có thể thành công trong công việc này. But last but not least, Blue Skin Vietnam will create thousands of thousands millionaires in Vietnam. Và điều quan trọng là Blue Skin Việt Nam sẽ tạo ra nhiều nhà triệu phú hơn nữa cho tại Việt Nam của chúng ta. Blue Skin is your dream. Blue Skin là ước mơ của bạn. Blue Skin is your destiny. Blue Skin là điểm đến của các bạn. Blue Skin is your decision. Blue Skin là nơi mà các bạn thuộc về. Welcome to Blue Skin Future. Chào đón tất cả các bạn đến với tương lai của Blue Skin. Blue Skin Việt Nam number one. Blue Skin Việt Nam số 1. Blue Skin Việt Nam number one. Blue Skin Việt Nam số 1. Câu lạc bộ du Việt Vũng Tàu. Rồi em cảm thấy
dường như cả cái chị em cũng như là những công cũng như những người mới bắt đầu tin tưởng rằng là cái Lưu Việt Vũng Tàu cũng như là trong cái ngôi nhà Lưu Việt chung sẽ càng ngày càng lớn mạnh và sẽ tụ hợp được tất cả những tài năng của khắp nơi trên thế giới để cái ngôi nhà chung này. Và xin cảm ơn. Xin chào anh ạ, anh tên là gì ạ? À, chào chị, em tên là Bảo Quốc Nguyễn. Anh đến từ đâu ạ? À, đến từ miền đông của nước Mỹ. À thế ạ, thế anh thấy hôm nay không khí của ngày hôm nay rất là đông vui như vậy thì anh? Rất là khí thái, không những ở ngoài nóng mà trong này cũng nóng luôn. Chỗ nào cũng nóng phải không ạ? Luôn luôn có lửa. Dạ, luôn luôn có lửa. Đây là team Nguyễn kiếm tiền, thủ quỹ, thủ quỹ. Ê, hồi sáng giờ đếm bao nhiêu rồi? Mấy tỷ, đầy quá. Đi không bỏ, anh không đếm bỏ. Đếm được nữa rồi, nhiều quá. Sao? Em chỉ biết rằng là bây giờ muốn của em nó bị thúi rồi, có cái tiền nhiều quá. Cho nên bây giờ lo ngại vấn đề mà tu dưỡng lại mong thôi. Tiền income vô quá nhiều. Bây giờ lâu nay nó sướng âm ỉ rồi đó, bây giờ sao đây? Bây giờ là sướng la hét lên, bắt quyền la hét, bắt quyền tuyên bố rồi. Ký hồ sơ hotel chỗ Vượt Lê là đến 2 giờ sáng. Dạ. Quá trời luôn, bây giờ là đang đến tiền chưa hết. Excited, you know. Xin chào anh ạ. Chào, xin chào tất cả. Dạ, xin ơi, anh tên là gì ạ? Anh tên là Huy, Nguyễn Công Huy. Xin chào anh Huy, em được biết là anh là một người dùng sản phẩm của Nu Skin rất là lâu rồi. Thế vậy thì anh có thể cho mọi người cùng với cả các bạn ở đây được biết về cảm nghĩ của anh về sản phẩm được không ạ? Trước khi sử dụng sản phẩm Nu Skin thì tôi cũng có sử dụng nhiều sản phẩm khác. Những cái sản phẩm mà nổi tiếng trên thế giới thì những cái sản phẩm đó là cũng rất tốt. Tuy nhiên rằng là những cái sản phẩm tốt đó theo cách bảo dưỡng thôi và duy trì. Nó không có mang tính đột phá. Sau khi tôi biết được cái Agile Lock của bên Nu Skin và tôi phát hiện được đây là một sản phẩm nó kích thích cái ti thể của con người và giúp cho con người phục hồi và trẻ hóa lại. Đó là một cái sản phẩm mà một cái phát minh độc đáo mà những cái sản phẩm khác không có được. Cái này là con cảm giác như thế nào sau bao nhiêu năm về nữa? Cái này không phải là quan trọng mà sự tôi làm ở trên đây còn qua hơn 2 năm vừa qua, bây giờ thì anh chị nhìn thấy cái khung cảnh này thì chắc là đây là cái cơ hội lớn nhất trong hơn 10 năm qua mà chúng tôi đã đến Việt Nam. Có rất nhiều cái cơ hội đến Việt Nam và đây là cái cơ hội mà mình đã tạo ra một cái làn sóng lớn và là một làn sóng lớn. Thì chắc là đây là cơ hội giúp cho mọi người phát triển rất tốt. Và chúng tôi cảm ơn các bạn anh chị, đây là một cái thời điểm mà nó tốt nhất tất cả những cái thời điểm mà chúng tôi có đến đây. Một người mà mình thường gọi là kiến trúc sư của Nu Việt đó, thành ra hôm nay anh có chia sẻ một vài cảm giác hồi hộp gì đó ha, trong cái ngày trọng đại này. Ok rồi, xin chào các anh chị. Hôm qua chắc chắn là có nhiều người mất ngủ vì cái ngày khai trương ngày hôm nay, và đó là cái ngày mà rất nhiều người đã chờ đợi, thì cái ngày đó đã tới và cái ngày hôm nay sẽ đánh dấu một cái bước ngoặt mới cho rất là nhiều anh chị em chúng ta, những anh chị em nào mà biết nắm bắt được cái cơ hội này và biết có những cái sự cố gắng và học hỏi, thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị bằng cách nào trong vòng một thời gian rất là ngắn đạt được cái mục tiêu của mình và trở thành những người thành công. Thì anh sẽ không có ngạc nhiên, trong thời gian khoảng 6 tháng chúng ta sẽ thấy những người mà đạt được cái chức vị là Blue Diamond Team Elite ở Việt Nam. Thì anh chúc các anh chị may mắn. Xin chào, em có thể biết cho chị biết tên của em được không? Em là Thu Hằng. Thế Thu Hạnh đến từ đâu? Thì em đến từ Nha Trang nhưng mà hiện tại bây giờ em đang công tác và ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Thế em đến đây ngày hôm nay, lý do tại sao em có mặt ở ngày khai trương của Nu Skin ngày hôm nay? Tại vì quan điểm của em là mình muốn thành một cái hòn thang á chị, thì em nghĩ là lúc nào mình cũng phải có cái năng lượng mà nó tiếp thêm cho mình á. Thì em nghĩ là cái buổi ngày hôm nay là một cái buổi để mà có thêm những cái lửa để tiếp thêm cho cái hòn thang của em. Thế em đã tìm được rất nhiều lửa ở đây đúng không?
Đúng rồi, chính xác, vậy nó nhiều lửa lắm. Hey, Siêu hoa. This is đây là steel hoa mấy chị, team elite của Mỹ đó. Và you are in focus in China now, right? China. So what do you think? You witnesses you witness some of the opening from new countries. Yeah. So well, you have any ideas today? Well, we were participating in the Columbia opening. That was amazing, but I mean, this is crazy. You know, in the Columbia opening, we had about maybe 10 team elites and blue diamonds. I think there's like over 100 blue diamonds and team elites here. So this is a most phenomenal event in opening in the probably last 10 years or 15 years in Nu Skin. So nothing has been like this for a long time. So congratulations, Dean. You have an amazing team. I hear all these great things about you guys. So you guys are with the best leader here, Mr. Yeah. Dean Nguyen, okay? One of the best guys. Okay? He's going to take this is only the beginning. This is only the beginning. All thank you. Thank you, sir. Đây là một trong 12 sản phẩm đầu tiên của Nu Skin ở Việt Nam ấy chị. Trong 12 sản phẩm đó thì 10 sản phẩm của Nu Skin và 2 sản phẩm của Pharmanex. Đây là cái Marine Omega và đầu kia là cái Tea Green mấy chị. Marine Omega đó nó là một cái thành phần dinh dưỡng các xi béo omega và một cái với một cái việc bào chế đặc biệt từ cái con krill chứ không phải là cá như bình thường, thì cá bây giờ nó cũng bị nhiễm ấy mấy chị. Thành ra với cái kỹ thuật là khai thác dầu từ cái dầu từ cái con krill đó, đó là một trong những cái thành phần mà độc đáo nhất. Thành ra mấy chị nhìn vào trong cái hình này đó, thì cái mà mình muốn mấy anh chị tập trung vào đó là cái quy trình 6 chữ S. Đây mới là cái điểm độc đáo của Nu Skin mấy anh chị. Vì cái này là cái mà nó giúp cho Nu Skin có một cái sự khác biệt rất lớn với những cái công ty khác. Vì cái quy trình này nó nói lên cái sự thẩm thấu và cái chất lượng của sản phẩm. Và đó mới là cái điểm đặc biệt. Đây là Tea Green. Đúng ra cái này là một cái brand name của Pharmanex. Pharmanex rất nổi tiếng về cái Tea Green. Những cái công ty dược phẩm, người ta dùng cái Tea Green này trong cái công trình nghiên cứu để chống cancer đó. Thật ra đây là một cái sản phẩm mà nó có những cái lợi ích rất thiết thực. Thật ra trong cái thời gian đầu khi mà thị trường Việt Nam chưa có Lifepak Nano đó, thì Tea Green này là một trong những cái sản phẩm chủ đạo và mang lại cái bộ lợi ích rất lớn cho cái vấn đề dinh dưỡng. Đây là Galvanic Face Spa. Đây là một cái kỹ thuật mới, chỉ trong vòng 10-15 phút mình có thể thay đổi được cái sắc diện. Có thể nói là đây là một cái sản phẩm rất độc đáo vì cái kết quả thấy trước mắt. Thành ra đây là một cái sản phẩm mà mình có thể bốn tác dụng mấy chị. Cái đầu kia là đầu làm cho cái mặt, tức là facial đó. Cái đầu mà tròn đó thì dùng cho những cái nơi mà có nếp nhăn. Cái đầu mà có ba cái gồ này là dùng những nơi có tế bào mỡ đó. Ví dụ như cầm đôi, bụng, mông, đùi. Và cái lược đó mấy chị, cái hình dáng như cái lược đó là cái mà giúp cho chống cái rụng tóc và mọc tóc. Thành ra có thể nói đây là một cái sản phẩm rất độc đáo mà chị. Vì mình không cần phải thuyết trình nhiều, mình chỉ dùng cái Galvanic Spa này và làm demo đi, thì cái kết quả nó sẽ thuyết phục. Chính cái kết quả nó sẽ thuyết phục mà chị, mình không cần phải nói nhiều mà chị. Đây là cái dòng sản phẩm rất độc đáo của Nu Skin. Đồng thời mình có một cái sản phẩm có thể dùng cái kỹ thuật A-Slot đó, nó vừa ra đời vào cuối năm 2009 và nó tạo một cái cơn sóng. Vì cái nhu cầu rất lớn ở toàn thế giới là cái bộ Transformation đó chị. Đây là cái A-Slot mà nó bảo đảm trong vòng 90 ngày sẽ có kết quả. Ở phía dưới đó là cái bộ body để làm kem massage cơ thể A-Slot Body Shaping Gel. Đây là cái mà nó làm cho tan mỡ và nó làm cho cái bụng sang chất. Người ta có thể nói cái này nó dùng đi đôi với lại cái Galvanic Spa, cái công dụng rất tốt anh chị. Đây là một hình thức mà giải phẫu thẩm mỹ không cần dao kéo. Dạ, là một sản phẩm độc đáo. Chào em. Em được biết là chị là một nhà khoa học gia rất là nổi tiếng ở Mỹ và hiện tại thì chị đã tham gia chương trình Nu Skin được một thời gian. Thế chị có thể nói qua cho các bạn khán giả ở đây được biết về thêm về cơ hội của với Nu Skin cũng như là những cái điểm độc đáo của Nu Skin so với các sản phẩm khác được không ạ? Chào em. Thì chị cũng muốn chia sẻ cái cơ hội với Nu Skin. Điểm độc đáo của với Nu Skin là kỹ thuật A-Slot, tức là một kỹ thuật chống lão hóa có một trong hai trên toàn cầu, tác động vào mức độ di truyền, đi vào cái gene của mình, cho nên là một sản phẩm độc quyền. Và cái cơ hội, tại sao cơ hội phát triển lại là một cái cơ hội cho cộng đồng người Việt Nam mình, bởi vì đây là cái kỹ thuật độc quyền và cơ hội bộc phát của nó là ở trong vòng 18 năm. Đây là thời điểm bắt đầu, cho nên đó là cái độc đáo nhất để cho chúng ta có cơ hội để mà phát triển, phát huy nó và
quốc gia thứ 53 của Việt Nam mình là một cái tương lai sáng rạng cho tất cả cộng đồng người Việt Nam mình và cho sân khấu Việt Nam. Hôm nay rất là hân hạnh được gặp chị ở đây. Rất là hân hạnh chị vì đây là một trong những cái nhân tố quan trọng cho cái team lưu Việt trong thời gian sắp tới, chị Trần Bích Nga. Thành ra hôm nay đó chị có cái cảm giác như thế nào khi đứng trước một cái rừng người tề tự khắp mọi nơi về đây tham dự đó? Xin chị chia sẻ một phần. Dạ, hôm nay là mùng 10 tháng 8 năm 2012. Mình có mặt gần như là người đầu tiên tại cái phố Mỹ Hưng này. Vâng, rất là sớm và kinh khủng quá. Cái số lượng người, các anh chị, các nhà phân phối, những nhà team elite, các nhà triệu phú có mặt tất cả ở đây. Và mình cũng không thể hình dung được là Nu Skin nó lớn đến như vậy. Thành ra rất là, phải nói là hãnh diện đó, khi mà mình và các bạn đã cùng nhau có một cái quyết định đúng, đó là tham gia Nu Skin. Đấy là quyết định của mình. Còn tất cả các bạn thì sao? Chúc các bạn có những quyết định tốt. Xin chào. Thì chị thấy cái bầu không khí nó khá là đông đúc và sôi động như thế này, thì chị cảm nghĩ của chị như thế nào ạ? Cảm nghĩ kiểu chị rất là vui, bởi vì chờ đợi cũng đã lâu và hôm nay cơ hội đó đem về tới cho người Việt Nam mình, cho dân người Việt mình, và thấy được tất cả mọi người tập trung ở nơi đây. Và dĩ nhiên ngoài người dân Việt mình thì có những cái quốc gia khác, những là lãnh tụ của những nước khác, Nhật, Đài Loan, Thái Lan, Singapore đều tụ tập về, thì làm cho mình cũng có một phần phấn chấn và nghĩ rằng cộng đồng người Việt Nam mình nên ý thức và nên lấy cái này là một cái cơ hội để mà phát triển thị trường của mình, và lấy đây ra một cái để một cái sự so sánh cho thấy được là cái cơ hội này ở tất cả các nơi đều nhắm vào thị trường Việt Nam, cho nên các anh chị là người Việt Nam phải nên tạo dựng một cơ hội cho mình để phát triển, cho mình có một tương đồ và tương lai rất lớn. Em xin cảm ơn chị ạ. Xin chào chị Phương. Chào em, chào tất cả anh chị em. Em được biết là chị là Team Elite với cả cái logo này. Thế hôm nay là ngày Nu Skin chính thức mở cửa với cả khách hàng Việt Nam. Thì chị cảm nghĩ của chị như thế nào ạ? Nếu mà nói tới cảm nghĩ thì không biết cái từ nào trong từ điển còn một cái từ ngoài chữ hạnh phúc để mà mình diễn tả được cái hạnh phúc hiện tại mình đang có. Bởi vì như các anh chị biết đó, cái hạnh phúc của mình là không phải chỉ riêng cho mỗi một hãng thân mình có, mà là cái hạnh phúc khi mọi người cùng hạnh phúc với mình. Thì khi mà các anh chị nhìn thấy một cái quang cảnh rất là náo nhiệt và nó là rất là tưng bừng, và nhìn ngay cả cái logo của công ty Nu Skin, mình thấy một cái foundation, tức là một sự vươn lên. Từ ở đây là mình đã thấy được một cái tương lai của bản thân mình, cũng giống như tất cả người Việt của mình ở trên thế giới, ngay tại Việt Nam sẽ được vươn lên như cái foundation này, và chắc chắn là chúng ta sẽ thành công. Và mọi người chúng ta, từng mỗi người một sẽ thành công trong một năm tới, và hẹn năm tới ngay tại sân khấu này, tất cả chúng ta đều là Team Elite. Anh tên là Nguyễn Hà Lam, anh là kiến sư. Anh đọc khoảng 12 năm nay á, là anh làm về trong mảng xây dựng và kiến trúc. Thì anh có hai công ty với lại một vài doanh nghiệp gì đó. Em có muốn gì đó thôi, hay gì đó đủ rồi hả? Dạ vâng, có hai công ty và một vài doanh nghiệp, có nhiều đó thôi, nhưng mà em nghĩ rằng là cũng là một cái gọi là một cái công việc khá lớn và khá nhiều của việc kinh doanh, khá đặc biệt. Thế vậy thì anh có thể giải thích cho em tại sao anh lại có thể bỏ những cái đó để đến với cả Nu Skin được không ạ? Vậy thì cá nhân của em á, em có cảm thấy là em thích trẻ và em thích đẹp không? Em thích khỏe không? Câu trả lời thì em nghĩ rằng là tất cả các bạn gái giống ở đây cũng như là em luôn luôn trả lời là có rồi ạ. Và cá nhân của em có muốn là một ngày nào đó em không phải làm việc mà em có tiền không? Cái này thì không phải một mình em trả lời, mà chắc là rất nhiều người ở đây sẽ trả lời là có luôn ạ. Vậy thì anh cũng có hai cái từ có của em á. Tại vì cái cơ hội của anh khi anh gặp Nu Skin á, thì anh phát hiện ra một điều là cái công việc truyền thống nó có những hạn chế nhất định của nó. Ví dụ như là khi em làm công việc truyền thống, em có một doanh nghiệp đi, thì em sẽ phải có rất là nhiều thứ để quan tâm. Ví dụ như là chi phí về mặt bằng, chi phí đầu tư, nhân viên, con người, rồi thuế, rồi giấy phép, rồi các cái quy định xung quanh rất là nhiều. Và đặc biệt một điều nữa, ví dụ như dù em lập một cái doanh nghiệp nó lớn tới cỡ nào đó, thì cái vấn đề là một chỗ là luôn luôn cái số lượng mà khách hàng của em nó bị hạn chế. Ví dụ như em lập một nhà hàng đi, em có thể đầu tư khoảng 2-3 tỷ đồng, nhưng mà em cần một số vốn lớn như vậy á, nhưng mà số chỗ của em nó chỉ 200-300 thôi. Thì nếu mà nó full chỗ thì em không thể nào mà em biết thêm người hết. Nhưng mà Nu Skin đó thì nó lại cho mình một cơ hội là em không cần mấy tỷ. Em chỉ cần một điều là cái lòng đam mê cho mình muốn làm mà mình muốn đi đến cùng thôi.
thì em có thể có mấy ngàn chỗ hay mấy chục ngàn chỗ hoặc là mấy trăm ngàn chỗ cũng được. Thì khi đó cái số lượng mà em có thể phát triển khách hàng của em là không hạn chế. Và đặc biệt một điều nữa là một ngày nào đó em sẽ không phải làm gì nữa hết. Em chỉ ngồi và ngẫm nghĩ tại sao tiền nhiều quá, tôi phải làm gì để tiêu hết số tiền này đây. Thì lúc đó thật sự bây giờ suy nghĩ anh nội tới đó thì anh thấy em quá cực khổ. Xin chị cho biết tên của chị ạ. Mình tên là Tâm, Nguyễn Thị Tâm. Thế chị Tâm đến từ đâu ạ? Mình đến từ Hà Nội. Em được biết là chị Tâm đã sử dụng sản phẩm Nu Skin trước khi mà Nu Skin có mặt tại Việt Nam. Thì chị có thể cho bọn em biết thêm về những cảm nhận của chị khi và cái sự khác biệt của sản phẩm Nu Skin đối với những sản phẩm khác qua những kinh nghiệm sử dụng của chị được không ạ? Mình đến với sản phẩm của Nu Skin thì rất là nhiều. Mình kể ra thì nói chung là mình bản thân mình là rất là nhiều những cái trải nghiệm ấy. Thực ra mình đến nước uống cũng nhiều thứ mà máy mình cũng chạy rồi mà mua những cái bộ vang hoặc là chu phây các thứ ấy. Rồi là mình dùng đến này, mình yêu nhất là cái sản phẩm Vitality. Tại vì trước khi dùng sản phẩm mình đã bị mất kinh 2 năm. Xong khi mình dùng sản phẩm thì 2-3 tháng sau mình đều đến bây giờ là được 9 tháng mà mình dùng Nukin mà mình trẻ rất là rất nhiều. Tại vì mình trước đây cái khuôn mặt mình nó không được như thế này mà rất là xấu. Bây giờ mình vẫn còn hình ảnh cũ của bây giờ và bây giờ nó rất là khác biệt. Mình rất yêu sản phẩm Nukin, cảm ơn Nukin nha. Thế vậy chị có một lời nhắn nhủ nào đến cho tất cả những Nuskin new member sắp tới và những khách hàng Việt Nam trong tương lai bắt đầu từ ngày hôm nay được không? Sau khi mà Phúc khai trương bắt đầu thì như các anh chị em cũng biết, khi chúng ta nhìn vào một cái sự kiện thì chúng ta phải có một cái ước mơ. Và chắc chắn là chúng ta phải biết đạt cái ước mơ đó thành sự thật. Không phải chúng ta đến đây để vui chơi, nhìn thấy cái quang cảnh, mà chúng ta đến đây để mà thực hiện được cái ước mơ của mỗi người chúng ta. Và đây là một cơ hội có một không hai đến với mỗi một cuộc đời của chúng ta. Và cơ hội này nắm bắt được hay không là do các anh chị. Và những người thành công giống như là anh Điên, Phượng, anh Lành là những người trao truyền những cái chiếc chìa khóa cho anh chị. Và mở được cái cánh cửa tài nguyên này hay không là do các anh chị, chờ đó nha. Vâng, các anh chị chắc đã nghe rõ rồi ạ. Chị Phượng chờ đón ngay chị vào năm giờ này, năm sau trên sân khấu này cùng với cả cái không khí tưng bừng của Nu Skin ngày hôm nay. Anh có một cái lời nhắn nhủ nào cho những người mà đang và sắp tới sẽ tham gia cùng với Nu Skin không ạ? Cá nhân anh thì anh thấy có một điều đơn giản thôi, là mọi con người sinh ra trên xã hội này đó thì có người may mắn, có người cảm thấy kém may mắn. Chứ thực sự ra không ai kém may mắn hết á. Chỉ có điều là mình có dám đứng ra bước lên để nắm bắt cái cơ hội đến với mình hay không thôi. Cơ hội thì thường đi rất nhanh. Nếu mà mình dám bước ra để mình nắm bắt nó thì mình sẽ thành công. Còn mình chỉ chần chừ đứng đó hỏi là cái đó có phải là cơ hội hay không á, thì lúc nào mình cũng tuột qua rất nhiều cơ hội trong cuộc đời của mình. Và anh tin một điều đó là Nu Skin á sẽ biến những người bình thường trở thành phi thường. Thì bạn có muốn trở thành người phi thường hay không thì quyết định đó là của bạn. Xin chào anh Nam. Chào em. Em thấy là mặc dù ở đây cũng có điều hòa mà cũng không thấy có ánh nắng mặt trời, mà tại sao anh lại đeo kính đen? Bởi vì thì trong buổi sáng ngày hôm nay khi mà mình đi tham dự một buổi khai trương của một công ty như thế này, mình thấy nó quá lớn và quá hoành tráng. Và mình rất tự hào là mình là một trong những thành viên của Nu Skin. Chính vì vậy khi mà mình thành viên của Nu Skin thì mình biết rằng là tương lai của mình rất là sáng. Chính vì vậy thì ngày hôm nay mình phải đeo kính đen, bởi vì tương lai mình sáng quá. Sáng quá nên phải đeo kính đen. Thế lý do tại sao mà anh Nam lại chuyển từ ngành bảo hiểm với những thành công mà được mọi người nhắc đến là trong cái top level rồi, thì tại sao anh có thể chuyển từ bảo hiểm đến Nu Skin và cơ hội của Nu Skin đến với anh như thế nào? Có 3 điều thì mình phải nói tại sao mình rời bỏ một ngành bảo hiểm. Thì thứ nhất là mình muốn chinh phục. Bản thân Nam thích chinh phục. Mà Nam biết rằng là hiện nay trong hai ngành mà khó nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay, đó là ngành bảo hiểm và ngành MLM. Và lý do thứ hai nữa thì Nam muốn rằng mình tự do về thời gian và tự do về tài chính. Bởi vì khi mình làm một công ty nào đó, mình phải hưởng lương thì mình bắt buộc mình phải làm suốt một ngày 8 tiếng. Và mình không có thời gian để làm cho việc riêng mình. Trong cái cuộc sống này còn quá nhiều cái đẹp, nhiều cái để mình khám phá. Chính vậy Nam chọn, quyết định Nam chọn Nu Skin là con đường Nam chinh phục, đoạn thứ hai. Và điều thứ ba nữa thì Nam muốn rằng với một vị trí top như Nam ở trong ngành bảo hiểm mà Nam dám từ bỏ để Nam qua Nu Skin thì các bạn không có việc gì mà các bạn đắn đo nữa. Đó là lý do của Nam, là lý do. Vâng, em cảm ơn anh. Sau khi mà nghe anh nói như vậy chắc là em cũng đeo kính đen vậy. Trời, chói quá, sáng quá, đeo kính đen. Chào em có thể cho chị biết tên của em được không?
Dạ, em tên là Dương Thị Quỳnh Trâm, em đến từ Đà Nẵng. Hôm nay là ngày đầu tiên mà Nu Skin có mặt tại Việt Nam. Thì em có thể cho chị biết lý do tại sao em có mặt tại buổi khai trương này được không? Dạ thưa chị, thì cũng là rất là bất ngờ khi được nhắn trang của em là chị Trần Bích Nga có giới thiệu cho em về cơ hội để phát triển Nu Skin và những sản phẩm rất là tuyệt vời của Nu Skin. Và sau đó em đã quyết định bay vào đây để dự cái buổi khai trương ngày hôm nay. Anh là Huy, giám đốc bán hàng và tiếp thị của Nu Skin Việt Nam. Xin chào anh Huy ạ. Em hôm nay là ngày khai trương của Nu Skin và lần đầu tiên Nu Skin có mặt tại Việt Nam. Với trong cái bầu không khí rất là náo nhiệt như này, thì anh có thể cho bọn chúng em biết về cái cảm nhận của anh được không ạ? Thật ra thì anh cũng rất là bất ngờ với cái sự ủng hộ của rất là nhiều nhà phân phối Việt Nam. Nó vượt quá cái sự mong đợi của mình ở thị trường Việt Nam, và điều đó cho thấy rằng là mình có một cái tương lai rất là tốt đẹp ở phía trước. Hôm nay là ngày đầu tiên mà Nu Skin ra mắt thị trường Việt Nam. Chị có thể giải thích cho em lý do chị có mặt ở đây ngày hôm nay được không ạ? Thì thật sự mà nói, Lăng rất là thích, tại vì Lăng thì làm bên Mỹ rồi, nhưng mà tại bây giờ là cái cơ hội mà Nu Skin mở cửa ở đây, Lăng thấy cơ hội rất là lớn cho tất cả những người Việt của mình, cho tất cả các anh chị em của mình ở đây đó. Cho nên là theo Lăng nghĩ, Lăng cũng muốn cho một lời khuyên tất cả các anh chị ở đây hãy nắm bắt lấy cái cơ hội này. Tại vì trong khi những cái nước khác nó đã về đây để mà nó có thể làm ở thị trường Việt Nam, thì tại sao người Việt Nam của mình, nói tiếng của mình, ngôn ngữ của mình, tại sao không làm được đó? Thì đó là một cơ hội rất là lớn và Lăng rất là thích và excited. Bao nhiêu lâu rồi em biết đến thị trường của Nu Skin? Dạ, Nu Skin thì em cũng mới biết đây cũng gần một tháng. Nhưng mà khi mà đã sử dụng sản phẩm, đã sử dụng thử qua và trải nghiệm qua thì em cảm thấy Nu Skin rất là tốt. Và em quyết định sẽ theo Nu Skin. Thế anh có cái suy nghĩ như thế nào về cái thị trường Việt Nam sắp tới đây ạ? Trước khi mà chúng ta mở cửa thị trường Việt Nam thì chúng ta cũng đã đề nghiêng về cái thị trường Việt Nam, và đây là thị trường rất là tiềm năng. Một trong những năm gần đây thì thị trường chúng ta, nền kinh tế chúng ta phát triển rất là tốt, và đặc biệt là trong ngành MLM của mình thì phát triển rất là tốt, và đó là cái cơ sở để mình tin tưởng vào tương lai là nó sẽ phát triển rất là mạnh. Vậy thì hiện tại là trụ sở Nu Skin là tại ở khu vực miền Nam, là ở Sài Gòn. Thế vậy thì có dự định gì của công ty về miền Bắc không ạ? Thật sự là điều đó là sẽ có, chắc chắn là sẽ có. Và quan trọng là bây giờ chúng ta sẽ phải nghĩ đến điều đó, và chúng ta sẽ lên kế hoạch cho điều đó trong một thời điểm sớm nhất có thể. Chị nghĩ thế nào về cái tương lai của Nu Skin tại Việt Nam ạ? Theo Lăng nghĩ là bản thân của Lăng thì tương lai tại Việt Nam rất là lớn, rất là lớn. Cái này có thể gọi là một cái vận hội mà hơn cả một cái vận hội nữa. Cho nên cái tương lai nó, tại vì mình biết được công ty Nu Skin tương lai như thế nào đó, thì Lăng nghĩ đó cũng là một cái cơ hội cho người Việt Nam của mình. Thì đối với Lăng thì cái này rất là tuyệt vời. Em có thể cho chị biết là, chia sẻ cho chị và mọi người ở đây được biết là những cái sản phẩm em đã dùng đến những sản phẩm nào rồi? Em đã dùng sản phẩm là A-Box, là sản phẩm buồn đắp mặt. Và ngoài ra em còn sử dụng máy massage để massage những cái rêu trên mặt và làm cho nâng cơ mặt. Và ngoài ra em còn sử dụng Agility, là cái sản phẩm uống vào để cho sức khỏe, thêm sức khỏe. Và ngoài ra chống được tất cả những cái bệnh tật. Xin chào em. Dạ, chào chị. Em có thể cho chị biết tên của em được không? Em tên là Yến. Yến Chu đến từ đâu? Em sinh sống ở California, mà hiện tại đang về Hà Nội công tác. Ngày hôm nay là ngày khai trương của Nu Skin, lần đầu tiên Nu Skin ra mắt có mặt tại Việt Nam. Thế vì em nếu có thể cho chị giải thích cho chị vì sao, lý do tại sao em có mặt tại đây được không? Dạ, em biết đến Nu Skin cách đây 2 năm, nhưng mà đến đầu năm nay khi mà cái công việc kinh doanh ở bên California của gia đình em chưa không được thuận lợi cho lắm, thì em đã đi khắp nơi ở các nước Mỹ cũng như trở về Việt Nam để tìm kiếm một cái cơ hội khác. Tình cờ là trong một lần về chơi Hà Nội vào đầu năm nay thì em có biết đến Nu Việt, đặc biệt là Chu Din, thì chỉ cần qua tìm hiểu trên mạng, chỉ cần một vài keyword là em có thể biết đến trang web của Chu Din, và từ đó em biết đến Nu Việt. Và từ em nhớ ông xã em ở bên California liên hệ với cả chú Din và biết được cái lịch trình công tác của chú ở Hà Nội, và thế là em biết đến Nu Việt và Nu Skin
ở Việt Nam. Sử dụng sản phẩm rồi, biết đến sản phẩm rồi, biết đến cơ hội của Nu Skin rồi. Thế cái cảm nghĩ của em trong cái ngày hôm nay, ngày khai trương của Nu Skin mà Nu Skin chính thức ra mắt khách hàng Việt Nam thì cảm nhận của em như thế nào? Thì thưa chị, em cảm thấy trong môi trường này rất là sôi động. Ở đây chứa đựng tất cả những con người rất là năng động, nhiệt huyết. Và em cảm giác như là đây là cơ hội để cho em lập thêm một trang sách mới. Em sẽ bước vào thị trường Nu Skin một cách tự tin hơn, vững vàng hơn khi bên cạnh em có những anh chị đi trước rất là thành công. Và em hy vọng em sẽ thành công như các anh chị đi trước. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với Búp Sen. Xin chào cô ạ. Dạ, xin chào Phương. Cô là Minh Hiệp, lúc trước đây của Búp Sen, nhưng hiện tại bây giờ cô đang ở California. Thế là California chứ không phải là Busan. Xin chào cô, vậy thì hôm nay là ngày khai trương, ngày đầu tiên mà Nu Skin ra mắt thị trường Việt Nam. Thế vậy thì cô có cảm nghĩ như thế nào ạ? Cô cảm thấy là đây là một cái cơ hội rất là lớn, và khi nhìn biết bao nhiêu là người Việt Nam, nhất là các em trẻ mà vào đây để tham dự một cái cơ hội, thì cô nghĩ đây là một cái tương lai rất sáng lạng cho giới trẻ về vấn đề kinh doanh. Thì cô mong rằng những người này sẽ mang cái cơ hội này chia sẻ cho nhiều người, và rồi ở tại Việt Nam sẽ có rất nhiều người có cơ hội để tạo nên một cái sự sung túc cho cuộc sống cho chính mình. Và lại công ty này là một công ty về thực phẩm chức năng, về cách chăm sóc sức khỏe chủ động và về chống lão hóa, nên mọi người sẽ học cái phương cách làm sao giữ được cái sức khỏe và cái sức sống của mình, và luôn luôn có sự tươi trẻ tươi đẹp để lúc nào cũng sống trẻ, sống khỏe và sống trường thọ. Dạ vâng, xin cảm ơn cô ạ. Dạ vâng, thưa các anh chị, bây giờ chúng ta đang ra đến cửa vào của hội trường của Nu Skin. Đây là cô Nguyệt. Xin chào cô Nguyệt ạ. Vâng, chào các bạn. Dạ vâng, cô Nguyệt thì trước đây cháu được biết là cô đã từng đến tham gia các cái hội thảo ở bên Mỹ về Nu Skin, và được biết là cô là một chuyên gia về da. Thì cô có cảm nghĩ như thế nào khi mà, và có sự so sánh như thế nào với cái buổi rất là tưng bừng ngày hôm nay ở Nu Skin tại Việt Nam, và những cái buổi hội thảo mà cô đã từng tham gia, hội thảo về Team Elite mà cô đã từng tham gia tại Mỹ đợt vừa rồi được không ạ? Vâng. Những các cái buổi hội thảo Team Elite tại tiểu bang Utah thì với hàng chục ngàn người tham dự, thì cái ở những các cái hội trường học cũng như là ở những các cái sân vận động nó rất là lớn, mọi người vừa trong một cái không khí vô cùng là nô nức, thì cái không khí nó rất là vui và hoành tráng. Tuy nhiên hôm nay quy mô tuy nhỏ nhưng mà cái sự vui nhộn cũng không kém, đó là sự tập hợp của tất cả các quốc gia. Nhưng mà ở Mỹ thì người Mỹ nhiều hơn, và mình tự hào là khi mà tập hợp ở với một Nu Skin tại Việt Nam, nghe được những người Việt nhiều hơn là những người nói tiếng Anh, thì mình cảm thấy rất là vui. Em sống ở Đà Nẵng, thế vậy thì liệu thị trường Nu Skin của em có chỉ bó hẹp ở Đà Nẵng không, hay là em có cái dự định gì cho cái công cuộc chinh phục Nu Skin của em? Thưa chị, ở Đà Nẵng thì thị trường Nu Skin chưa có được phát triển, và cơ hội của em vào đây là em muốn đem Nu Skin ra thị trường Đà Nẵng. Em sẽ phát triển Nu Skin thật lớn, thật mạnh ở thành phố của em. Chị nghĩ rằng là qua những lời nói của em và những cái chị cảm nhận được cái nhiệt huyết của em, thì chắc là thị trường Đà Nẵng sắp tới đây sẽ trở thành có tên trong cái bản đồ lớn mạnh của Nu Skin. Xin cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Lại về sân khấu của Nu Skin. Xin chào anh ạ. Xin chào tất cả các anh chị người Việt Nam. Em là Kỳ Quyển đến từ Mỹ. Thì hôm nay em về em rất là vinh hạnh được cơ hội đứng ở trên đây để chia sẻ với cơ hội với Nu Skin tại Việt Nam. Cơ hội này rất là lớn cho cộng đồng người Việt Nam mình, bởi vì Nu Skin hôm nay là ngày mở cửa, và chúng em đã chờ đợi cách đây 2 năm 6 tháng tới ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay chúng em được tới đây để tụi em có thể đăng ký những cái mã số, những cái thành viên, những cái đồng đội của em làm cho công ty bảo hiểm Prudential. Sau này em sẽ giúp tất cả những bạn bè, đồng đội của em qua bên Mỹ, làm thị trường bên Mỹ và phát triển thị trường tại Mỹ. Bởi vì Nu Skin, anh chị có thể tuyển dụng và anh Thiện có thể chia sẻ cơ hội khắp mọi nơi trên toàn thế giới, chứ không phải là anh chị chỉ riêng làm việc tại Hồ Chí Minh và tại Hà Nội. Đây là cơ hội anh chị đừng bỏ qua, cơ hội Nu Skin number one. Chúc tất cả các anh chị em người Việt mình đồng bào nhiều sức khỏe và thành công. Nu Skin number one.
Xin cảm ơn anh Kiệt rất nhiều. Chắc là mọi người đã thấy được cái lửa bốc lên từ những từng câu nói của anh Kiệt. Thế vậy thì em những lời nói của anh đã bao trùm hết tất cả những cảm xúc của anh về Nuskin rồi. Thế vậy thì mỗi một câu hỏi duy nhất là anh đã mệt chưa? Dạ, tụi em đi từ 5 giờ sáng tới đây để cùng với đồng đội để nộp những cái bộ hồ sơ vô. Thì nhờ có sản phẩm của Nuskin Lifehack Nano và Nylock và Tanati thì em cảm thấy bình thường, không có mệt. Thì em mong muốn là sau này người Việt mình có rất là nhiều người Việt Nam mình thành công đứng trên sân khấu, mà đứng trên sân khấu của Duy Thà chứ không phải là đứng sân khấu của Việt Nam. Và người Việt Nam mình rất là giỏi và rất là nhiều người sẽ chiến thắng trong thời gian sớm nhất, và có rất nhiều Blue Diamond Team Elite là người Việt Nam mình tại Việt Nam. Và sau này anh chị sẽ phát triển khắp cả mọi nơi trên toàn thế giới. Xin chúc tất cả các chị em mình nhiều sức khỏe và nhiều thành công. Vâng, cảm ơn anh Kiệt rất nhiều ạ. Chúng ta vẫn đang ở trên sân khấu và bây giờ chắc các bạn đã nhìn thấy cô Dung. Cô Dung đã mệt chưa ạ? Mệt lắm nhưng mà rất là vui. Cháu thấy rằng là ở đây có rất nhiều người tưng bừng và có rất là nhiều anh chị em có mặt ngày hôm nay tại lễ khai trương này. Thì cảm nghĩ của cô như thế nào ạ? Nói chung là cảm tưởng ngày hôm nay là rất là vui, tại cái điều chờ đợi hơn 3 năm nay bây giờ nó thành sự thật. Thành ra không biết nói sao nữa, nhưng mà cảm thấy cái cảm giác nó lên giống như mình uống không biết mấy ly rượu. Thì mình nghĩ đây là hôm nay là ngày bắt đầu cho những cái ngày kế tiếp, thì cái tương lai nó còn rất là rộng mở, và nghĩ là đây là cái cơ hội cho rất là nhiều người Việt Nam. Và Nuskin mở cửa Việt Nam không phải là để cho người Việt Nam để cho người ngoài bước vào Việt Nam, mà để cho những người Việt Nam sẽ có cơ hội làm việc ra với thế giới. Các anh chị nhớ nha, làm việc ra với thế giới toàn cầu. Ở Singapore thì người ta đã vào lâu rồi, hoặc là ở châu Á nói chung người ta vào lâu, cho nên cái nó sẽ hoành tráng hơn. Nhưng mà thật sự tôi thấy Việt Nam hôm nay, tôi nghĩ đây là một cái vận hội mới của người Việt. Đây là một cơ hội rất lớn, và hôm nay tôi thấy người nước ngoài tập trung ở đây cũng nhiều hơn cả người Việt. Cái điều nó làm tôi bất ngờ không kích. Bởi vì ở Singapore thì thấy người nước ngoài nhiều thì tôi thấy chuyện bình thường. Nhưng mà ở Việt Nam lần đầu tiên mở cửa, mà ngày đầu tiên tôi thấy số lượng người nước ngoài ở đây quá đông, đông hơn người Việt. Tại sao người nước ngoài quan tâm nhiều như vậy và người Việt chúng ta lại không quan tâm một cái cơ hội quá lớn như vậy? Thật cảm ơn. Dạ vâng, thế vậy thì như gì mà anh so sánh thì em cũng thấy được rằng là đây, em nghĩ rằng chỉ đây là một ngày buổi đầu tiên thôi. Hy vọng là người Việt của chúng ta sau này càng ngày càng lớn mạnh và cái thị trường Nuskin càng ngày càng mở rộng. Thì anh có một cái suy nghĩ gì về cái hướng đi và phát triển của Nuskin tại Việt Nam? Đối với Nuskin tại Việt Nam thì tôi nghĩ là phát triển rất là nhanh. Tôi nghĩ là đây là một công ty về cái sản phẩm và công nghệ nó quá độc đáo, cho nên tôi nghĩ đây là một cái một cuộc cạnh tranh rất là mạnh đối với các công ty về network tại Việt Nam. Và tôi nghĩ Nuskin là một đối thủ rất mạnh, và tôi nghĩ Nuskin sẽ là người chiến thắng. Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin mời các bạn đến với cả một người mà trên webinar thì các bạn đã nghe tên rất nhiều, đấy là Leo Cường. Chào Cường. Vâng, chào các anh chị. Thì hôm nay có mặt ở Nuskin, ngày khai trương của Nuskin đây, cảm nhận của Cường đầu tiên là cảm nhận của em như thế nào? Cảm nhận của Cường hôm nay thì rất là háo hức, bởi vì mình nhìn xung quanh thì rất là đông người, và hầu như là mọi người ai cũng rất háo hức về cơ hội này, thì chắc chắn là Nuskin sẽ bùng nổ từ trường Việt Nam trong một thời gian rất là sớm. Được biết đến là đến Cường bởi vì cái team của Cường khá là đặc biệt, là một cái team international. Thì vậy thì Cường có thể có một cái vài điều chia sẻ với cả mọi người ở đây về cái cách xây dựng đội nhóm của Cường được không? Thì thực tế là trước đây thì cái việc mà xây dựng một công việc kinh doanh trên phạm vi toàn cầu là một việc không thể tưởng, rất là khó khăn, bởi vì những khó khăn về chi phí, về cái địa lý vân vân. Nhưng mà Nuskin cho chúng là một cơ hội để mà xây dựng được cái đội nhóm trên phạm vi quốc tế.
Và ngày hôm nay thì với cái công cụ Internet cũng như là những cái công phương tiện kỹ thuật hiện đại thì chắc chắn rất là dễ dàng để chúng ta làm điều đó. Và Cường cũng đã ứng dụng một số những công cụ Internet vào trong công việc phát triển kinh doanh của mình. Và một điều cũng rất là ngạc nhiên là Cường cũng đã xây dựng được một vài đội nhóm quốc tế và cũng sẵn sàng cho cái hành trình dịch vụ tương lai trong thời gian sắp tới. Vậy là Cường đã sử dụng cái công cụ và Internet để phát triển đội nhóm của mình và hiện nay đã có một số thành công nhất định. Vậy thì Cường có một cái điều gì nhắn nhủ đến với cả các anh chị mà sắp tham gia và cũng như đã tham gia, đang tham gia và sắp tham gia với cả Nu Việt chúng ta, thì Cường có điều gì chia sẻ với cả mọi người không? Cái điều Cường muốn chia sẻ ở đây đó là có những điều mà chúng ta nghĩ là không thể nào thực hiện được và có những điều mà chúng ta nghĩ là bản thân chúng ta không có thực hiện được. Nhưng mà với Nu Skin và cũng như là với cái môi trường kinh doanh hiện đại cũng như những công cụ kỹ thuật hiện nay thì tất cả mọi chuyện đều có thể. Và chỉ cần các anh chị tin vào bản thân của mình và tin vào cái cơ hội kinh doanh với Nu Skin thì chắc chắn các anh chị sẽ thực hiện được những ước mơ của mình. Vâng, thế ước mơ thì... Vâng, thế thì cô có một cái suy nghĩ gì về thị trường của Việt Nam, thị trường Nu Skin tại Việt Nam không ạ? Theo mình thì thị trường Việt Nam chắc chắn là một thị trường đầy tiềm năng. Và mình nghĩ rằng Việt Nam sẽ không thua kém những các cái nước ở trong khu vực. Và hiện nay các nước trong khu vực là những top đầu tiên của Nu Skin về doanh thu, về doanh số. Và mình tin chắc rằng người Việt Nam sẽ rất là hào hứng khi mà Nu Skin đến với Việt Nam. Câu hỏi cuối cùng là bây giờ cũng đến quá trưa rồi, cô đã mệt chưa ạ? Chưa mệt. Bởi vì là rất là thấy phấn khởi, nhiều người downline nhiều, những người ở nước ngoài về nhiều và gặp gỡ mọi người nhiều, vui quá quên mất mệt rồi. Vâng, cháu nghĩ rằng đấy cũng là một cái điểm đặc biệt của cái team Nu Việt chúng ta. Đấy là tất cả mọi người đến từ khắp nơi, cháu đến từ Pháp, cô đến từ Việt Nam, rồi các cô các chú ở Mỹ. Thì cái này có lẽ đấy là một điều rất là different, rất là đặc biệt và khác biệt của Nu Việt, của Nu Skin đấy ạ. Xin cháu xin cảm ơn cô ạ. Vâng, cảm ơn bạn, cảm ơn tất cả các bạn. Cái ước mơ thì rất là khó để nói, nhưng mà ở đây có một điều mà Phương thấy rằng là tất cả mọi người đều rất là tin tưởng vào ước mơ của mình. Thế vậy thì Cường có thể nói thêm về cái hai từ ước mơ chung chung quá, có thể nói rõ hơn cho mọi người biết về ước mơ của Cường không? Ước mơ thì mỗi người ai cũng có một ước mơ cho riêng mình. Và với Cường thì ước mơ của Cường là muốn xây dựng một công việc kinh doanh trên toàn thế giới để mình thật sự đạt được sự tự do thời gian và tự do tài chính. Dù mình thấy đi đến bất kỳ nơi đâu, bất kỳ nơi nào, có thể là du lịch, nghỉ dưỡng hay đi chơi, nhưng mà mình vẫn kết hợp công việc để mà tạo ra nguồn thu nhập thụ động và không còn băn khoăn về vấn đề tài chính. Cháu thấy rằng là cô Dung đã ngồi từ sáng đến giờ với cả tất cả những cái bộ hồ sơ rất là nhiệt tình. Như vậy thì cô Dung có một cái lời nhắn nhủ gì với cả các anh chị không ạ? Nếu mà nói về hồ sơ thì cái ngày mà hôm nọ mà lúc mà mình mua mấy cái form đó, mấy cái hồ sơ để đăng ký đó, là chắc là mình, là cái team của mình đó là người mua nhiều nhất, tức là tổng cộng mua tất cả là 28.000 bộ hồ sơ. Thành ra bắt đầu mình nộp vô ngày hôm nay, từ tối qua tới giờ thức sáng đêm để làm những cái hồ sơ để nộp. Thành ra không biết nói làm sao nữa, nhưng mà mọi chuyện đây là mới bắt đầu, nhưng mà nó không phải là nó không có ngừng ở đây, và cái sự nhân rộng nó sẽ tiếp tục. Rất là excited ạ, đúng không ạ? 28.000 bộ hồ sơ ạ. Vâng, thế thì chắc là các anh chị, cũng những người mà không có mặt ngày hôm nay ở đây thì chắc là cũng rất là hồi hộp và mong chờ cái ngày này. Và xin cảm ơn cô Dung đã từ sáng giờ rất là nhiệt tình, và từ sáng đến giờ rất là mệt rồi, bây giờ có lẽ chuẩn bị về cho cô Dung đi thêm năng lượng. Ok rồi, vậy nha, xin chào thay mặt anh chị em Nu Việt ha, thay mặt Nu Việt ha, chào mấy anh chị em nha. Việt Nam number one, Nu Skin Việt Nam number one.